Xin chào bà con. Những ngày hè nóng nực mất điện này có mệt không bà con ạ? Đấy, dàn hot girl nhà mình đang ngủ ngon, huy động hai cái bộ quạt. Đấy, quạt mình vừa chế xong nhé, vừa chế xong hệ thống quạt làm mát tản nhiệt phục vụ cho dàn hot girl. Đấy, huy động cả chân chống máy ảnh đi nhá. Đấy. Tất cả chạy năng lượng mặt trời hết nhé. Bên này là quạt tàu. Quạt tàu công suất là không mạnh bằng bên này. Bên này là quạt Hàn Quốc. Góc kia là đấy, góc bên này là các bạn thấy là đây là quạt. Bây giờ chỉ mong có một cơn mưa, nhưng mà nếu không mưa thì vẫn không sao, bởi vì là vẫn mát bà con ạ. Đấy, điện vẫn sáng. Tuy là không được mát bằng điện lưới có điều hòa, nhưng mà để chống cháy cho thời kỳ trở về cái thời kỳ đồ đá này, những thời kỳ quạt bằng tay thì hiện tại là vẫn chưa phải quạt đến tay. Đấy, vẫn có cơ động hết nha. Mỗi một chiếc này hiện tại bây giờ là có giá chỉ tầm 200.000 một chiếc thôi, điện 12V. Bây giờ quạt ắc quy bây giờ là lên giá là cứ gấp rưỡi gấp đôi rồi. Nhà mình cứ tận dụng những cái hệ thống này rồi. Đấy. Hệ thống quạt ô tô công nông. Xong hết nhiệm vụ lại trở về vị trí là vào lắp vào xe ngay. Đấy. Tản nhiệt. Rất cơ động.